Bóp đựng viết vài được 10 năm nếu mà các bạn làm ngay cái mẹo này. Theo nghiên cứu của Gen ở trên những bình luận TikTok thì mình thấy rằng tuổi thọ sử dụng của bút và bóp viết của các bạn không được lâu bởi vì các bạn thường xuyên bị mất. Ở nhà mà có kim có chỉ thì lấy ngay ra đây. Đánh dấu chủ quyền lên trên cái bóp viết là không sợ bị mất nữa nè. Lấy một cái cây viết xong rồi ghi tên của các bạn ra. Bây giờ thì mình sẽ lựa chọn những cái màu chỉ mà mình yêu thích thêu lên cái tên của mình. Công nhận là cái bộ chỉ thêu này nó xuất sắc nha mấy bà. Tiện dụng đủ đường luôn, nhất là những bạn nào mà đam mê may vá giống như tôi á. Chữ Z là màu hồng rồi, còn bây giờ chữ A là màu xanh da trời. Mọi người thấy ở giữa chữ A có hình trái tim không? Đáng yêu muốn xỉu. Thêm một chút nổi bật cho nên là mình sử dụng màu cam. Thêu cái này vừa vui lại còn vừa chiêu chiêu nữa. Mở bản nhạc hoặc là chương trình truyền hình mà mình yêu thích rồi vừa xem vừa thêu. Cái cảm giác nó chữa lành lắm luôn á mấy bà. Không tin thì thử đi. Màu xanh bạc hà cho chữ E trong cái tên của mình và xong rồi nè. Thêu có 4 chữ lên mà nhìn cái bóp bút giống như là mới đi phẫu thuật thẩm mỹ về. Nó xinh hơn hẳn luôn á mấy bà. Cho nên là đừng có đợi gì nữa, làm ngay thôi.